Son Heung-min tỏa sáng, Tottenham đánh bại Arsenal trên sân nhà. Tiền đạo Son Heung-min tiếp tục có một trận đấu thăng hoa để giúp Tottenham giành một chiến thắng trước kình địch Arsenal. Mặc dù chỉ mang tính chất của một trận đấu giao hữu, tuy nhiên cả Arsenal và Tottenham đã tung ra sân đội hình với nhiều ngôi sao. Huấn luyện viên Nuno Santo tiếp tục đặt niềm tin vào bộ tứ Bergwijn, Ali, Son Heung-min và Lucas Moura trên hàng tấn công. Trong khi đó, pháo thủ xuất phát với bộ đôi Aubameyang và Lacazette. Đáng chú ý, huấn luyện viên Arteta cũng để tân binh Ben White xuất phát ngay từ đầu nơi hàng phòng ngự. Cả hai đội bóng nhanh chóng đẩy nhanh tốc độ trận đấu ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài. Liên tiếp những pha bóng sóng gió đã được tạo ra vượt trước khung thành của Tottenham và Arsenal. Dẫu vậy, bàn thắng mở tỷ số vẫn chưa xuất hiện sau 45 phút thi đấu đầu tiên. Bước sang hiệp thi đấu thứ hai, thế trận đôi công tiếp tục diễn ra giữa hai đội bóng. Tương tự như hiệp thi đấu thứ nhất, liên tiếp những pha hãm thành nguy hiểm đã được tạo ra. Dẫu vậy, các chân sút đôi bên đều đã bỏ lỡ một cái đáng tiếc. Phải đợi đến phút thứ 79 của trận đấu, bắt nguồn từ một pha dàn xếp tấn công từ hàng lăng cánh của Tottenham, cầu thủ vào sân thay người Lo Celso có đường truyền thuận lợi cho Son Heung-min để chân sút người Hàn Quốc tung cú dứt điểm cận thành hạ gục Bernardo, mang về bàn thắng đầu tiên của trận đấu. Ở khoảng thời gian còn lại của trận đấu, mặc dù đã rất nỗ lực dâng cao đội hình tấn công, tuy nhiên Arsenal đã không thể một lần đưa được bóng vào lưới của Tottenham. Chung cuộc, Spurs giành chiến thắng với tỷ số tối thiểu, qua đó có bước chạy đà hoàn hảo trước thềm mùa giải mới. Real tiếp tục gây thất vọng trước thềm mùa giải mới. Đội bóng hoàng gia đã có một trận đấu không tốt cho AC Milan. Bước vào trận giao hữu cuối cùng trước khi bước vào mùa giải mới, thầy trò huấn luyện viên Ancelotti quyết tâm giành chiến thắng. Tuy nhiên, họ đã không thể làm được điều đó. Những phút đầu tiên, AC Milan là đội bóng chủ động hơn và họ đã có cơ hội mở tỷ số ở phút thứ 3. Nhưng đáng tiếc, cú sút của Theo Hernandez đã tìm đến cột dọc. Sau đó, Real lấy lại được thế trận và liên tiếp uy hiếp khung thành của thủ môn Magan với những pha cú dứt điểm từ xa của Isco, Alaba hay Modric. Và đến phút thứ 41, đội bóng hoàng gia có cơ hội rất lớn để vươn lên dẫn trước khi mà Bale bị phạm lỗi trong vòng cấm. Tuy nhiên, cũng chính chân sút người xứ Wales đã bỏ lỡ khoảng 11m. Hiệp một khép lại với tỷ số không đều trong sự tiếc nuối của các cổ viên Real. Bước sang hiệp 2, cả hai đội bóng đều đưa trụ cột ra nghỉ để thay bằng những cầu thủ trẻ. Chính vì thế mà thế trận trở nên chậm hơn và hầu như không có tình huống đáng chú ý nào trong hiệp đấu này. Kết thúc 90 phút, hai đội chấp nhận kết quả hòa không đều. Với trận hòa này thì Real không có tâm thế tốt trước khi bước vào mùa giải mới. Trong hai trận giao hữu đích thực, đoàn quân của Real Ancelotti chỉ có được một trận hòa và phải nhận một thất bại. Axel Tanzebe lần thứ 3 bật bãi khỏi United. Hậu vệ Axel Tanzebe đã chính thức gia nhập Aston Villa thời gian cho mượn 1 năm từ United. Đúng như đồn đoán trước đó, United đã đẩy hậu vệ Axel Tanzebe đi sau khi chiêu mộ được Rafa Varane. Cầu thủ người Anh đã được cho Aston Villa mượn theo hợp đồng 1 năm. Đây cũng là lần thứ 3 Tanzebe được cho mượn ở Villa Park. Trang chủ của Aston Villa xác nhận, Aston Villa rất vui mừng thông báo về bản hợp đồng Axel Tanzebe được cho mượn từ United. Hậu vệ này trở lại Villa Park theo thỏa thuận thể kéo dài 1 năm. Axel Tanzebe từng là thành viên chủ chốt trong đội hình giúp Villa giành quyền thăng hạng Premier League vào năm 2019. Trước đó, Axel Tanzebe chỉ còn hợp đồng đến tháng 6 2022 với MU. Vì vậy, để tránh mất trắng, quỷ đỏ đã ký hợp đồng mới với hậu vệ 23 tuổi đến tháng 6 2023 kèm theo tùy chọn gia hạn 1 năm trước khi để anh đến Aston Villa. MU cũng đưa ra thông báo về thương vụ này. Axel Tanzebe sẽ thi đấu cho Aston Villa ở mùa giải 2020-2021 theo dạng chờ mượn. Trước đó, cầu thủ 23 tuổi đã ký hợp đồng mới với Man United đến tháng 6-2023, kèm tùy chọn gia hạn 1 năm. Ở mùa giải vừa qua, Tanzebe ngồi dự bị cho Victor Lindelof và Harry Maguire. Cầu thủ người Anh chỉ có 9 lần ra sân tại Premier League, tính cả từ băng ghế dự bị. Tanzebe được huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer dùng ở vị trí trung vệ hoặc hậu vệ phải. Harry Kane trở lại Tottenham với tương lai bỏ ngỏ. Sau nhiều ngày vắng mặt, Harry Kane đã trở lại sân tập của Tottenham. Tuy vậy, tương lai của tiền đạo người Anh vẫn đang bị đặt dấu hỏi lớn. Theo yêu cầu của Tottenham, tất cả các cầu thủ phải trở lại sân tập vào ngày 2 tháng 8 để chuẩn bị cho mùa giải mới. Tuy nhiên, trong nhiều ngày qua, Harry Kane đã vắng mặt một cách bí ẩn. Truyền thông Anh cho rằng đây là hành vi nổi loạn để ra đi của tiền đạo người Anh, nhất là khi anh nhận được sự quan tâm lớn từ phía Man City. Theo diễn biến mới nhất được Sport Mail tiết lộ, Harry Kane đã trở lại đại bản doanh của Tottenham sau nhiều ngày vắng mặt. Tại đây, tiền đạo người Anh phải tự cách ly 5 ngày theo quy định của phòng chống dịch COVID-19. Sau khi trở lại sân tập, Harry Kane được bố trí trở lại Spurs Lodge.
Đây là khu tiện nghi nằm trong đại bản doanh của Tottenham. Do đang trong giai đoạn tự cách ly nên tiền đạo người Anh chỉ có thể tập luyện một mình, tách biệt với tập thể. Dự kiến phải tới giữa tuần sau, Harry Kane mới có thể tập luyện chung cùng các đồng đội ở Tottenham. Điều đó cũng đồng nghĩa thủ quân của Spurs gần như không thể tham dự trận mở màn Premier League 2021-2022 với Man City vào ngày 15 tháng 8 tới. Lãnh đạo của Tottenham được cho là rất tức giận trước động thái của Harry Kane. Mọi chuyện chưa có vẻ được giải quyết dù tiền đạo đối trưởng đội tuyển Anh đã trở lại. Quan điểm của chủ tịch Daniel Levy là không nhún nhường Harry Kane ngay cả khi chân sút này quyết tâm gây sức ép để ra đi. Theo Sport Mail, Man City hiện vẫn theo đuổi Harry Kane. Nhà đương kim vô địch Premier League đã sẵn sàng kế hoạch gán Bernardo Silva vào thương vụ này để giảm chi phí chuyển nhượng. Tottenham chỉ đàm phán nếu nhận được đề nghị 160 triệu bảng. Inter đạt thỏa thuận với tiền đạo thay thế Lukaku. Inter Milan đã đạt thỏa thuận cá nhân với Edin Dzeko và đang đàm phán phí chuyển nhượng với Roma. Theo nhiều nguồn tin ở Anh và Italia, Inter Milan và Chelsea đã đạt thỏa thuận chuyển nhượng tiền đạo Romelu Lukaku. Chân sút người Bỉ sẽ trở lại San Siro với mức phí 115 triệu euro và nhận mức lương 12 triệu euro một mùa. Song song với việc đàm phán Lukaku, Inter cũng đẩy nhanh tìm kiếm một tiền đạo thay thế. Theo Sky Sport Italia, Nesari đã đạt thỏa thuận cá nhân với Edin Dzeko của AS Roma. Đội chủ sân Olympico cũng sẵn sàng để chân sút người Bosnia ra đi và đang đàm phán mức phí chuyển nhượng với nhà đương kim vô địch Serie A. Trước những thông tin sẽ gia nhập Inter Milan, Dzeko đã không có mặt trong xuất phát của Roma ở trận thua 2-5 trước Real Betis. Trong sơ đồ 4-2-3-1, huấn luyện viên Jose Mourinho đã trao cơ hội đá cắm cho tiền đạo tân binh Errol Sumodorov. Ngôi sao người Uzbekistan ít nhiều đã ghi điểm với Mourinho khi đóng góp một bàn thắng cho Roma. Trước đó đã có nhiều thông tin cho rằng Roma muốn bán Dzeko vì tiền đạo này đã sa sút phong độ. Mùa trước, cựu sao Man City chỉ ghi được 7 bàn thắng ở Serie A, qua đó khiến Roma sớm thất thế trong cuộc đua giành vé dự Champions League. Cũng theo Sky Sport Italia, Roma đang nhắm Andrea Belotti của Torino để thay thế Dzeko. Hiện tuyển thủ Italia vẫn chưa đạt thỏa thuận gia hạn với Torino. Messi, tôi đã làm mọi thứ để ở lại Barcelona. Messi đã tuyên bố anh làm mọi thứ để tiếp tục ở lại Barcelona nhưng không thể. Tiền đạo người Argentina đã khóc nức nở trong cuộc họp báo chia tay câu lạc bộ xứ Catalan. Chiều ngày 8 tháng 8, Messi đã tổ chức cuộc họp báo chia tay Barcelona. Trước đó, tiền đạo 34 tuổi người Argentina đạt thỏa thuận ký hợp đồng mới kéo dài 5 năm với Barca. Nhưng hợp đồng này không thể chính thức hóa vì quy định của La Liga. Có rất nhiều thông tin đồn đoán xung quanh thỏa thuận đổ 7 phút chót của Messi, một số đổ lỗi cho Barca và chủ tịch Joan Laporta. Một số khác cho rằng Messi đã muốn ra đi từ lâu và không chịu giảm tiền lương để ở lại. Cụ thể, có tin đồn cho rằng Barca đã đề nghị Messi giảm thêm 30% sau khi tiền đạo này đã giảm 50% tiền lương nhưng bị từ chối. Trước đó, việc Messi chụp ảnh chung với một loạt cầu thủ PSG bao gồm Neymar và Verratti trong kỳ nghỉ hè cũng khiến giới mộ điệu đặt dấu hỏi về ý đồ thực sự của anh. Trong cuộc họp báo, Messi đã giải đáp thắc mắc này. Anh nói, các tin đồn về bức ảnh với các cầu thủ PSG ở Ibiza là nhảm nhí. Tôi định chụp chung với Di Maria và Perez, các đồng đội ở tuyển Argentina của tôi. Chúng tôi cùng nhau nghỉ hè đó. Neymar gọi cho tôi và nói rằng, cậu ấy cũng đang ở Ibiza và hẹn gặp nhau. Mọi người, Verratti cũng ở đó. Họ bảo tôi hãy đến Paris. Tất cả chỉ là một trò đùa, một sự trùng hợp. Thông tin Barca yêu cầu tôi giảm thêm 30% cũng là tin giả. Tôi đã đề nghị giảm 50% tiền lương trong hợp đồng mới và Barca hài lòng với điều đó. Họ không yêu cầu tôi thêm bất cứ điều gì. Chúng tôi đã đạt thỏa thuận với nhau. Những quy định của La Liga ngăn cản bản hợp đồng này trở thành hiện thực. Tôi đã làm mọi thứ để ở lại. Chủ tịch Laporte và Barca cũng vậy. Những quy định của La Liga không cho phép điều đó. Câu lạc bộ đang nợ rất nhiều và không muốn vay nợ thêm. Vì vậy chuyện tôi ở lại là không thể xảy ra. Như vậy Messi đã chính thức chia tay Barca sau 21 năm gắn bó. Tiền đạo 34 tuổi này chưa xác nhận tương lai, nhưng gần như chắc chắn anh sẽ gia nhập PSG trong những ngày tới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của các bạn bằng cách comment bên dưới. Đừng quên nhấn đăng ký kênh, biểu tượng chuông bên cạnh để theo dõi những thông tin mới nhất. Và giờ xin chào và hẹn gặp lại.